Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Tìm Chuyện Review. Trước khi bắt đầu phần 15 bộ truyện bên vô liêm sĩ đi cướp cả tông môn, mọi người cho mình xin một like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, mình rất muốn ra nhanh cho các bạn đọc. Khổ nổi bên Trung đã chạm ro rồi, một tháng nói ra có 2-3 chắp chuyện, quá ít để viết ấy, mong các bạn thông cảm. Ở phần trước cả đám người Thanh Vân Tông đang vây bắt một con yêu thú rết cấp 9, nhưng con yêu thú này thì sắp trốn thoát nhờ đào một cái hang. Thấy tình huống không ổn, tên bí quân tử liền ra lệnh cho đệ tử Thư Văn Cốc. Mau dùng bùa thượng phong địa, đừng để nó trốn thoát. Thế là hàng loạt lá bùa cứ thế mà ném vù vù về phía con yêu rết. Tất cả lá bùa tụ trên không tạo thành một vòng tròn bao quanh con rết lại. Từ những lá bùa đó phát ra những luồng sáng chói ghim thẳng xuống đất, củng cố thêm cho cái trận pháp bên trong. Lúc này con rết đã hoàn toàn nằm trong phạm vi răng bẫy của đám người Thanh Vân Tông. Không thể đào đất được nữa, con rết đành vùng người lên gào rú. Con ả điếm phong thanh vệ thấy thế lại đắc ý, thành công rồi. Bùa nộ hỏa và bùa thượng phong địa sẽ khiến con rết không thể trốn thoát. Vừa dứt câu thì không hiểu sao trời đất trao đảo, như động đất sắp xảy ra. Kế bên đám đệ tử Ngộ Trận Cốc liền có một ô đất nhô lên làm bọn này văng ra tứ phía. Con yêu rết lúc này đã phá bỏ bùa chú thành công, chuẩn bị thoát ra. Nhìn thấy cảnh này, con ả thanh vệ mới nhớ ra, nó là một con quái vật thuộc tính thổ. Chết rồi, những con quái vật có thuộc tính thổ không chỉ có thể lợi dụng địa hình này để phá hủy đội hình của ta, bản thân thuộc tính của nó cũng sẽ hạn chế được tác dụng của bùa phong ấn. Điều này thật sự rắc rối. Sau khi thoát ra thành công, con yêu rết liên tục lấy đôi mình đập mạnh xuống đất. Cứ thế nó tạo ra một khe nứt cho vô số con yêu thú khác bò lên, nào là rết, dế, côn trùng nhiều vô cùng. Cứ thế cả đám đệ tử Thanh Vân Tông lao lên tấn công đám côn trùng này, còn con yêu rết thì hơi bị thông minh, nó tấn công thẳng tới chỗ đám đệ tử Đan Cốc, chỗ mà bọn đệ tử không có sức chiến đấu. Cả bọn chạy tán loạn thì ả thanh vệ lại bô cái mồm lên. Các ngươi trốn cái gì hả? Nhưng vừa nói vừa nghĩ, nếu biết điều đó sớm hơn, ta đã gọi nhóm của Đoạn Chân Cốc đến, với sự hỗ trợ từ các pháp khí của họ. Con rết núi này chắc chắn sẽ không thể trốn thoát. Đám đệ tử Đan Cốc liền bật lại ngay, nói nghe đơn giản thế, tại sao ngươi không tự đi tìm đường chết đi? Con rết kia còn chưa trốn đi xa, ngươi có bản lĩnh thì đi mà ngăn cản nó. Đệ tử Đoạn Vân Cốc thấy thế cũng vội hối anh ra đen. Sư huynh, còn không đi là sẽ muộn đó, con rết này sắp xông lên rồi. Sau khi đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, cân nhắc nặng nhẹ, anh ra đen liền hét to ra lệnh. Đệ tử Đoạn Chân Cốc nghe lệnh, chúng ta mau rút. Ả thanh vệ lại lên giọng, đệ tử Đoạn Chân Cốc, mau ngăn con rết xanh kia lại, mau ra tay đi. Nhưng đệ tử Đoạn Chân Cốc lúc trước đã cay đám này lắm rồi nên chần chừ không rút. Nhưng anh da đen lúc này rất kiên quyết, đệ tử Đoạn Chân Cốc nghe lệnh, quan trọng là bảo toàn tính mạng, mau chạy, chúng ta đi. Cứ thế cả đám đệ tử Đoạn Chân Cốc rút lui không còn một ai. Tên Tiêu Kiếm Minh cưỡi con đại bàng của mình trên trời quan sát, thấy thế hắn liền tức tối quát lớn, một lũ phế vật. Rồi cứ thế hắn tụ kiếm khí màu tím vào trong thanh gươm của mình. Sau đó hàng loạt ảnh kiếm màu tím cứ thế phóng ào ào đi xuống. Những ảnh kiếm này cứ thế liên tục xuyên qua người con yêu rết, khiến nó đau đớn gào rú liên hồi. Lúc này con yêu rết quá cay cú nên đã dùng cái đuôi của mình quay về hướng tên Tiêu Kiếm Minh. Cứ thế dùng cái đuôi đập tới chỗ hắn đang bay trên không. Thấy không ổn, tên Tiêu Kiếm Minh liền tạo ra một màn khí chặn lại đòn đánh, vừa ra lệnh cho con Thiết Vân mau bay đi. Nhưng chưa kịp bay đi đâu, đã bị cái đuôi của con yêu rết đập vỡ tấm chắn phòng ngự, tấn công thẳng vào người con chim. Dù đã trúng đòn như tên Tiêu Kiếm Minh vẫn gáy rất to, ngươi dám đả thương Thiết Vân, súc sinh, ta sẽ không tha cho ngươi. Cứ thế hắn giả bộ ngầu ra lệnh cho con chim của mình bay thẳng về phía con rết cho ta. Vừa bay tới, hắn vội vung kiếm ra tấn công vào đầu con yêu rết, đi chết đi. Nhưng lúc này trong miệng con yêu rết lại liên tục tỏa ra các chứng khí màu đen bay khắp nơi. Hắn vội hét to, không ổn, mọi người nhanh. Nhưng chưa dứt câu, hắn phải vội lấy tay che mặt mình lại, chết tiệt, chúng ta không thể để con thú đó trốn thoát như thế này. Cứ thế hắn ra lệnh cho con chim bay lên cao để tránh khỏi làn khói đen kia. Ở dưới thì đám đệ tử thất thanh hét trong vô vọng, khói đen này đến từ đâu vậy? Là khói độc. Sau một hồi lâu cũng thấy làn khói đen dần tiêu tán, chỉ thấy nhỏ đệ tử Đan Cốc khóc sướt mướt, Trương sư muội, muội tỉnh lại đi. Lúc này tên Tiêu Kiếm Minh từ trên cao đáp xuống, một lũ phế vật làm hỏng chuyện đại sự của ta. Thằng này phế chết mẹ đánh con rết không ăn lại đi đổ thừa cho đám đệ tử, đúng vô liêm sỉ như con nhỏ thanh vệ kia luôn, đến một con rết cũng không cản được thì còn làm được gì nữa. Một tên đệ tử trong Ngộ Trận Cốc chỉ về phía đệ tử Đoạn Chân Cốc hét, Tiêu sư huynh. Nếu các đệ tử của Đoạn Chân Cốc không chạy trốn trước trận chiến, chúng ta đã bắt được con rết đó từ lâu rồi. Tất cả là do những kẻ hèn nhát như họ đã phá hỏng chuyện đại sự của Tiêu sư huynh. Con thanh vệ cũng hùa theo, đúng vậy, Ngô Tương Đồng, các ngươi là đệ tử của Đoạn Chân Cốc làm sao lại có thể ham sống sợ chết, sợ chiến đấu. Bỗng nhiên từ xa có một người cưỡi một con chim màu vàng nói vọng tới, chết tiệt, từ xa xôi đã nghe thấy các ngươi hết rồi. Ê, nữ tặc trộm đồ của tôi cũng ở đây hả? Không ai khác chính là ông nội vô liêm sỉ của chúng ta đã xuất hiện. Kiểu này sắp trả thù cho Đoạn Chân Cốc rồi. Thanh niên mặt dày này đi cướp thì ối rồi ôi luôn. Ở trên không lúc này anh bên cùng,
với Hứa Sư Tỷ mỗi người mỗi thú cùng nhau quay lại, vừa đáp xuống anh bên đã vội chạy lại. Chật chật, xem mặt của các ngươi kia, bị ngồi ta ăn hiếp à? Đừng khóc nữa, nói cho ta biết, khi nãy ai ức hiếp các ngươi, sư huynh giúp các ngươi giết chết hắn. Nghe thấy đám đệ tử bên Ngộ Trận Cốc rén ngay, đó không phải là Phương Hành sao? Lúc trước, nhìn thấy bộ dạng sắp chết của hắn, ta còn tưởng sẽ không nhìn thấy hắn nữa chứ. Đúng vậy, vừa lộ mặt là đã nói muốn giết chết người khác, tiểu tử này ngày càng ngông cuồng rồi. Lúc này tên đệ tử Ngộ Trận Cốc khóc toáng lên, hu hu. Phương sư huynh, thì ra là tên đệ tử đánh nhau với con sư tử bị mất cánh tay. Xin Phương sư huynh làm chủ cho ta, Phương Hành giật mình hỏi. Lưu sư đệ, cánh tay của đệ đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên đệ tử mới bắt đầu kể lại, sư huynh, chuyện là thế này. Sau một hồi kể nọ kể kia, làm đám ở ngoài cũng tháo mồ hôi hột. Tiêu rồi, tên điên Phương Hành đột nhiên quay lại. Phải làm sao đây? Còn tên Tiêu Kiếm Minh lúc này vẫn đang thản nhiên ra lệnh cho mấy tên khác. Yêu thú bị trọng thương, cho dù có chạy trốn trên mặt đất cũng không thể chạy xa lắm. Mau phái người vào trong núi tìm kiếm tung tích, một khi tìm thấy vẽ bùa ra hiệu, không được có sai sót. Lúc này có một tên đệ tử Ngộ Trận Cốc đứng ra nói lắp ba lắp bắp. Tiêu sư huynh, ta. Tên Tiêu Kiếm Minh bực mình quát, có gì thì nói, ấp úng làm gì. Nhỏ Thanh Vệ lúc này mới trầm tư, thật xui xẻo, tên tiểu tử này đột nhiên xông ra, nhất định là vì chuyện của thân kiếm mà làm càn. Xong ả mới kéo áo của tên Tiêu Kiếm Minh rồi nhẹ giọng nói. Kiếm Minh ca ca, là thế này. Nghe xong hắn nổi điên hét to, các ngươi thật biết gây chuyện cho ta. Đột nhiên lại có một giọng hét vang tai kế bên, thân kiếm. Tên khốn nạn, cút ra cho ta. Thì ra là anh Mên, đang hùng hổ đi tới. Mẹ nó, ngươi cũng tham lam lắm, dám giành đồ với Đoạn Chân Cốc. Tên thân kiếm lúc này níu kéo, quỳ lại tên Tiêu Kiếm Minh. Tiêu sư huynh, ta chỉ làm theo quy định của huynh, huynh nhất định phải giúp ta. Tên Tiêu Kiếm Minh cũng xỉ mà lên mặt. Phương Hành, ngươi làm loạn gì thế? Anh Mên liền cắm thanh đao mình xuống đất. Tiêu Kiếm Minh, ngươi đã đặt ra quy tắc chết tiệt, ai giết được yêu thú cuối sẽ được yêu đan đúng không? Ta hỏi ngươi, quy tắc này có còn hiệu lực không? Hắn cũng vội đáp, đương nhiên, Tiêu Kiếm Minh ta nói là làm. Ha ha, tên ngu này vô bẫy của anh thanh niên vô liêm sỉ này mất rồi. Phương Hành lúc này đắc ý cười, được, chỉ đợi có câu nói này của ngươi. Các sư huynh đệ của Thanh Vân Tông có nghe thấy không? Tiêu Kiếm Minh nói ai giết được yêu thú cuối cùng, yêu đan sẽ thuộc về người đó, vậy các vị ở đây đều có cơ hội rồi. Các ngươi nghĩ xem, con rết xanh bị thương vừa rồi, một viên yêu đan đáng giá 80.000 linh thạch, hơn nữa nếu luyện hóa yêu đan thành linh dược, nó có thể được bán với giá 200.000 linh thạch. Mẹ nó, cơ hội làm giàu to ở trước mắt, đợi gì nữa, mau đi tìm bảo vật đi. Đám đệ tử ở ngoài nghe thế cũng thấy xui xui tai, liền xì xào to nhỏ, Phương Hành nói không sai, con rết đó đã bị thương nặng, theo quy định của Tiêu Kiếm Minh sư huynh, ta cũng có cơ hội độc chiếm viên yêu đan đó rồi. Hì hì, đúng vậy, nếu như ta lấy được viên yêu đan cửu giai thuộc tính thổ, không cần phải lo lắng tiền mua đàn phá cấp nữa. Ả Thanh Vệ liền đứng ra bô bô cái mồm tập thứ N, tiểu quỷ, ngươi nói sằng bậy. Con rết xanh này là do Tiêu sư huynh làm bị thương, đương nhiên là thuộc về Tiêu sư huynh. Phương Hành lúc này tức tối quát, có cái rắm. Khi nãy tên nào nói, ai là người giết được cuối cùng thì sẽ thuộc về người đó, làm con nhỏ này rén ngang luôn. Hắn dám mắng chửi trước mặt Tiêu Kiếm Minh sư huynh. Còn tên Tiêu Kiếm Minh lúc này mặt đen như đít nhái, còn tính rút kiếm ra sự anh mên. Tiểu quỷ này không chỉ khiêu khích đệ tử Thanh Vân Tông công khai phản bội ta, còn dám công khai mắng chửi ta. Nhẫn nhịn thêm chỉ khiến hắn càng thêm hung hãn, chi bằng trực tiếp giết hắn cho sảng khoái. Nhưng lúc này Hứa Linh Vân liền đứng ra trước nói, Tiêu sư huynh, quy định huynh vừa mới nói, còn tính không? Nghe thế hắn đành hết cách không biết nên làm gì đành thu kiếm trở về. Vân Linh sư muội, không biết tại sao lại thiên vị tên tiểu tử này, nếu như ta ra tay ắt sẽ đối đầu với muội ấy. Nhưng dù sao muội ấy cũng là đạo lữ tương lai của ta, vẫn nên cho muội ấy chút mặt mũi. Ta không tin có kẻ dám vì một viên yêu đan mà chống lại ta, hơn nữa thực lực của Phương Hành và Vân Linh cũng không bằng ta, dù sao người giết chết con rết xanh đó cũng chỉ có mình ta, nhận quy định này thì có làm sao? Nghĩ xong hắn liền đắc ý nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu như là lời ta nói, ắt sẽ không lật lọng. Nghe những lời nói đó, mà tự nhiên đám đệ tử Thanh Vân Tông tự nhiên rén không ai nói tiếng nào. Anh Nên liền giơ ba ngón tay lên. Bất kể là ai, chỉ cần tìm thấy tung tích của con rết xanh đó, truyền tin cho ta hoặc Vân Linh sư tỷ, ta sẽ tặng 30.000 linh thạch làm thù lao, hơn nữa giữ bí mật giúp người đó. Thanh niên vô liêm sĩ này cười thầm. 30.000 linh thạch vừa đủ mua một viên đan phá cấp, ta không tin không có ai động lòng. Các ngươi đợi con rết xanh đó trốn đi xa rồi mới xuất phát ạ. Ngẩn ra đó làm gì, mau đi tìm đi. Thế rồi cả đám thi nhau chạy loạn ra từ phía để tìm con yêu thú. Lúc này tên đệ tử cụt tay lên hỏi Phương Hành. Chúng ta thật sự phải giành vật săn của Tiêu Kiếm Minh sư huynh thật sao? Tính anh nên xưa giờ sợ bố con thằng nào? Sợ gì chứ? Tên ngốc mới không giành, lẽ nào lúc bọn chúng giành yêu thú của các ngươi thì có mềm lòng à? Nên biết, chỉ cần giá trị của một viên linh thạch cửu giai đã có thể bằng tài nguyên phá cấp của 7 người rồi. Nói xem, các ngươi không động lòng à? Nghe xong cả đám cười khoái chí.
Sao lại thế? Ai lại không muốn viên yêu đan cửu giai đó chứ? Ta còn đang đợi tiền mua đan phá cấp đây. Thanh niên vô liêm sỉ lại hăng hái hối mọi người. Được, hay lắm, có liều mạng cũng phải giành lấy. Thì một đệ tử Đoạn Chân Cốc đứng ra nói. Có điều theo quy định của Tiêu Kiếm Minh sư huynh, đến chỗ con rết xanh đó trước cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa Tiêu Kiếm Minh sư huynh lại là người đứng đầu Thanh Vân Tông, chắc chắn chúng ta không giành lại hắn. Cho nên thay vì tình yêu thú đấu với Tiêu Kiếm Minh, tính toán xem làm thế nào để một chiêu giết chết yêu thú đó mới là hay nhất. Nghe đúng ý anh nên liền vỗ vai tên đó cười ha ha. Ta không ngờ rằng một nhân tài như ngươi có thể đi ra từ cái đầu gỗ này, tiểu tử rất có tương lai. Sư huynh, ngươi quá đề cao, ta làm sao có thể. Lúc này một đệ tử Đoạn Chân Cốc tên Thôi Bách Vạn đứng ra cùng với một cây cung. Sư huynh, đây là thượng giai pháp khí ta dùng mười mấy năm tích cóp mới mua được, bởi vì hiếm có như vậy, bình thường ta không dám cho người khác xem. Hôm nay ta quyết định cho sư huynh mượn nó, nếu chuyện thành công, ta chỉ xin sư huynh thưởng ta một viên đan phá cấp là được. Mọi người cũng biết tính anh nên rồi, có người đưa pháp khí tới tội gì không nhận, lại húc vội ấy chứ. Xem một hồi Phương Hành liền dương cung lên ngắm nghía, rồi hỏi cây cung tên gì, bẩm sư huynh, cung này là Long Cân Kinh Minh Cung. Nghe xong thanh niên vô liêm sỉ này liền khoái, không tệ. Hay là tặng ta luôn đi, đúng thua với cha nội này mà của ai cũng thó được. Thấy tên kia toát mồ hôi hột anh bên liền vỗ vai. Được rồi, đùa thôi, ta nên xuất phát thăm dò tình huống thôi. Sau đó liền leo lên con kim ô béo ú của mình, chuẩn bị đi cướp đồ. Thanh niên Thôi Văn Bạc này nhìn Phương Hành cưỡi chim bay đi mà thầm nghĩ. Này, luôn cảm thấy khi nãy ta có hơi kích động, chắc là Phương Hành sư huynh chỉ đùa với ta thôi nhỉ. Ha ha, theo kinh nghiệm của AD thì có cái nịt mà trả lại nha. Bay được một lúc anh bên liền hỏi con chim của mình. Lão Kim mà, đợi lát nữa người tăng thêm chút sức lực, chỉ cần phát hiện tung tích của con rết xanh đó, lập tức xông qua dùng hết tốc độ. Con chim cũng vô liêm sỉ không kém, chả treo liền. Xí, ta liều mạng bay thì có ích gì? Yêu đan cướp được có tính phần ta không? Anh Mên vừa kêu cho nó 4 phần, nó liền khinh ra mặt. Đừng keo kiệt như thế, nếu như ngươi chia cho ta 6 phần, bây giờ ta sẽ lập tức giúp ngươi tìm được con rết xanh đó. Nghe con chim nói thế anh Mên liền giật cả mình, như không tin vào tai mình mà hỏi lại. Ngươi có thể tìm được nó sao? Con chim đắc ý cười khà khà. Đúng vậy, đừng nói là tìm rết tinh, những yêu thú dưới bát giai trong hoang loạn sơn này đều mặc ta sai khiến, kim thức của ta bản lĩnh lắm đấy. Anh Mên nghe thế cũng thấy xui xui tai. Nói ra cũng phải, lúc ở mật cốc tên này cũng từng điều khiển đám thạch quái, có thể thấy hắn thật sự có bản lĩnh. Nghĩ xong Phương Hành liền đổi giọng định nọt liền. Lão Kim, vẫn là ngươi có cách, chi bằng thế này, ngươi phụ trách đi tìm rết xanh. Ta phụ trách đi cướp yêu đan, sau khi xong việc chúng ta chia đều 5 năm, được không? Chờ có thế thôi, con kim ô lại trả chốt vội, đồng ý. Cứ thế cả người lẫn chim bay vù vù, càng ngày càng tăng tốc. Bay tới một cái cây to nhất rừng, con chim vội lao xuống dưới. Rồi cứ thế hai thanh niên vô liêm sỉ này hợp tác với nhau. Lúc này anh Nên mới nói. Được rồi, cái nơi mà chim còn không thèm đi này làm gì có ai chứ? Đừng có thần thần bí bí nữa, có gì mau nói đi. Con chim mới tỏ vẻ. Biết rồi, ta chỉ là muốn làm cho có màu mè thôi mà ha ha. Rồi từ trong miệng con chim nó phun ra một cái pháp bảo gì đó màu xanh xanh. Đây là thứ gì vậy? Trông cũng không tệ. Nghe anh bên nói thế con chim lại chả dén ngang. Sợ thanh niên mặt dày này cướp luôn nè. Ha ha, không có gì, chỉ là một cái đỉnh nát không đáng tiền mà thôi. Phương Hành mới xị mặt giả ngu. Yên tâm, tiểu gia ta không giành với ngươi đâu, mau bắt đầu đi. Cứ thế con chim khạt thêm mấy bãi nước bọt màu tím vô cái lô đỉnh. Cái lô đỉnh này dần dần đổi sang màu tím, bên trong có một ít nước đỏ đỏ, không biết nó là cái gì. Cứ thế con chim là màu thế kiểu này đến kiểu khác, nhìn có vẻ rất thần bí. Sau một hồi nghi thức màu mè các kiểu con đà điểu, khói tím bay đầy trời, thì con kim ô đắc ý nói, rết tinh đang ở phía đông nam, chúng ta mau chóng xuất phát thôi, rồi vội nuốt cái đỉnh vô miệng lại. Sợ anh Mên cướp mất đây nè, còn anh Mên thì lại nham hiểm hơn, không gấp, dẫn dụ đám người của Tiêu Kiếm Minh qua đó trước đã. Thay vì một mình chiến đấu với rết xanh, chỉ bằng để bọn Tiêu Kiếm Minh đi thử lửa trước vậy, đến lúc đó ta dùng Long Cân Minh cung hưởng ké là được rồi. Nghĩ xong Phương Hành liền lấy phù truyền tin ra. Ngô Tương Đồng, bây giờ ngươi đưa các sư đệ đến phía đông nam đi, tiện thể tiết lộ vị trí của rết xanh luôn, càng nhiều người biết càng tốt, ngươi xuất phát trước, rồi ta sẽ theo sau. Sau một hồi truyền tin thì bên kia cũng đã có hồi đáp, một lúc lâu sau liền có mấy cái bóng bay trên đầu của Phương Hành. Cắn câu rồi, đám đệ tử Thư Văn Cốc bên trên thì đang hoài nghi, có đúng thật là hướng này không? Tuyệt đối không sai, lúc nãy ta nhìn thấy đám người Đoạn Chân Cốc gấp gáp đi về phía đông nam, rết xanh chắc chắn ở đó, đột nhiên tên bị quân tử hốt hoảng. Sao lại là chỗ này? Đây chẳng phải phong ấn chi địa sao? Ở phía dưới là một nơi thấy xích tỏa ra tứ phía. Thì ra là vậy, đây tuy là tế đàn phong ấn kim đan yêu vương, nhưng đồng thời cũng là ngọn nguồn của yêu thú ở hoang loạn sơn. Nếu không có tế đàn, đám yêu thú này căn bản không có yêu khí, càng không thể tiến hành tu luyện. Nay rết xanh bị trọng thương, cần gấp một lượng lớn yêu khí để trị thương, vì vậy mới trốn đến nơi này. Sư huynh xem kìa, đó chẳng phải rết xanh hay sao?
nó đang trốn ở phía sau tế đàn. Quả nhiên, sự việc không thể chậm trễ nữa, ta phải báo cho Tiêu sư huynh biết, ở phía dưới thì con yêu rết lăn đang bò xung quanh tế đàn, nhờ yêu khí trị thương. Tên bỉ quân tử vội lấy phù truyền tin ra, Tiêu sư huynh, bọn đệ đã tìm thấy rết xanh rồi, nó đang ở phong ấn địa phía đông nam hấp thụ yêu khí trị thương, nhanh. Con rết lúc này phát hiện ra đám người của Thư Văn Cốc liền gào lên, cứ thế lao lên tính tấn công bọn họ. Không hay, nó phát hiện ra bọn đệ rồi, mau bày bố tỏa yêu trận đi. Chỉ dựa vào mấy người của Thư Văn Cốc chúng ta, thì căn bản không chế phục được rết xanh, bây giờ cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Hy vọng Tiêu sư huynh sẽ đến kịp, còn Phương Hành, thì đang làm ngư ông đắc lợi ở trên cao quan sát tình hình của cái đám này. Bọn Thư Văn Cốc vừa đánh vừa la, Tiêu sư huynh, cứu mạng với, bọn đệ sắp không chống chọi nổi rồi. Lúc này tên Tiêu Kiếm Minh cũng đã từ xa bay tới, hắn thấy Phương Hành kế bên liền khó chịu ra mặt. Chật, tiểu quỷ này đang quyết tâm muốn giành với ta, nếu bây giờ ta xuống giúp thì nói không chừng hắn sẽ là kẻ hưởng lợi, nên hắn liền trở giọng nói. Phương sư đệ, nếu đệ muốn con rết xanh này thì ta sẽ nhường. Phương Hành liền cười đắc ý, chúng ta cạnh tranh công bằng, không cần nhường ta, huynh trước đi, Tiêu Mỗ tu hành 12 năm, người quen biết ta đều biết rằng làm bạn với ta sẽ tốt hơn là làm địch. Ngươi là kẻ đầu tiên chọn vế sau đấy, có điều cũng là kẻ cuối cùng rồi. Nghe thế anh Mên cay cú lắm. Đờ mờ, tên khốn này lại còn ăn nói lời đe dọa nữa chứ, lão tử không thể yếu thế được, để ta nghĩ xem phải nói gì thì mới dập tắt uy phong của hắn đây. Vừa định chỉ tay lên phía tên Tiêu Kiếm Minh hét. Nghe kỹ lời lão tử nói đây. Nhưng mà tên Tiêu Kiếm Minh chạy vụt qua luôn, làm anh Mên ngỡ ngàng, hoang mang, ngơ ngác. Để, sao lại chạy rồi? Tên bỉ quân tử lúc này đã thấm mệt rồi, hụ, đạt cực hạn rồi. Tên Tiêu Kiếm Minh thấy thế liền vun kiếm chém tới cả trăm nhát, xúc sinh, chịu chết đi. Con yêu rết liền gào rú điên cuồng vì bị chém trúng liên tục. Sau đó liền gục xuống nằm bất động một chỗ người đầy vết thương, chắc sắp hẹo rồi. Tên Tiêu Kiếm Minh được đả xông tới, chạy đi đâu? Rồi hắn liền xuất chiêu cuối. Thanh Vân Nhất Kiếm nhập cửu thiên. Thấy thế anh Bên mới giật mình. Không hay, tên này đang muốn dùng một kiếm kết liễu rết xanh rồi. Không biết diễn biến tiếp theo sẽ như nào đây? Theo mình thì anh Bên chắc chắn sẽ KS con rết này thôi. Tình hình hiện tại là Ro bên Trung ra rất chậm, hơn một tháng mà nó ra có 3 cháp. Nên mình tích cháp một tháng mới ra video một lần, mong các bạn thông cảm. Đến đây là hết phần 15 của review chuyện ông tổ vô liêm sỉ đi cướp cả tông môn, rồi. Các bạn hãy nhớ like, subscribe và ghé web đọc truyện để mình có động lực ra những tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.